Hôm nay ở nhà mình cũng thu hoạch được ít, cả nhà một ít khoai tây nè mọi người. Đó. Rồi ba củ su hào rất là ngon tươi luôn. Táo này là đáng lý là chưa chín đây mọi người, mà tại vì nó rụng ở dưới đất á, cái mẹ Vân thấy uổng, mẹ Vân lụm để mình về mình cắt ra mình làm nước trái cây mình uống cả nhà ha. Cái này nó cũng chín rồi nhưng mà là vì nó chín non á, do gió quá nhiều nè mọi người. Đó, nguyên một bịch luôn, và mấy đợt trước cũng vậy, rồi mẹ Vân cũng cắt được quá tới trời hành. Xin chào mọi người. Hôm nay mình với mẹ mình lại tiếp tục ra vườn á để thu hoạch thêm một số thứ rồi dọn dẹp tiếp á mọi người. Vì không có ra được thường xuyên cho nên mọi người thấy không, cây dại nè, nó lên nó mọc trong cái thùng á hả, tươi tốt y như rau mình trồng luôn. Tươi tốt còn hơn rau mình trồng. Rau mình trồng chưa chắc được như vậy nữa mọi người. Nè, bộ công anh rồi bộ công ơ gì lum lum mấy trong đây luôn. Lần trước thì mình cũng có thu hoạch ba cái trái bí ngồi rất là to và cũng đang còn ở nhà, cho nên tạm thời mình để như vậy đi. Để trong tuần nữa mình ra tiếp để cho nó tươi á mọi người. Đó, cũng giờ hiện giờ cũng đang còn ra như vậy, rất là nhiều trái ngon luôn cả nhà. Nhau cũng có một số cái hư thì Vân cũng đã bỏ rồi, cũng như rồi cắt bớt những cái lá hư cũng như cái này. Mình bẻ luôn để cho nó đừng có nuôi cái này. Trong lúc chờ đợi nãy giờ mẹ Vân cũng bấn được nguyên một cái gốc hành luôn nè cả nhà. Ở đây là những cái cây già rồi, nó lên bông rồi nè mọi người ha. Nếu mà mình muốn trồng thì mình giữ lại những cái bông này, tại vì trong bông nó sẽ có hạt á cả nhà thấy không, nó rớt đen dưới đất nè. Đó, cho nên mình để tạm thời mình để đây, để chút nữa mình cắt mấy cái đầu bông để mình giữ hạt cả nhà ha. Hành thì nó lên rất là tươi tốt, mình không cần phải lo, cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều. Nó mẹ Vân cũng cắt được một bụi hành rất là thơm ngon. Mẹ cho con xem bụi hành đi. Đây. Bây giờ mẹ Vân cắt được bụi hành. Rồi, bây giờ mình tiếp tục mình Vân sẽ kiểm tra cái luống này là khoai tây của mình nè cả nhà, để coi có được tốt tươi như năm ngoái hay không nha. Có thể là mình sẽ không đào hết tất cả đâu. Mình sẽ đào một ít, mình dùng vừa đủ thôi, rồi trong tuần á mình rảnh mình ra mình đào tiếp cả nhà ha. Bây giờ mình thử bấn lên cây coi có được cái gì chưa nè. Đây là mấy cái cây đó cả nhà thấy không, mấy cái cây dại nó chui vô đây quá cả trời luôn. Rồi dâu nè nó lan tràn qua tuốt ở bên này luôn, tại năm nay á mình không có thời gian nhiều để mình chăm sóc được, bởi vì mình có em bé nhỏ đó mọi người. Bây giờ mình thử mình vân bấn một số cây khoai tây lên nha. Bấn gốc này đi. Nãy bấn cây rồi đúng không? Thì mình chút xíu mình sẽ đào khúc đó. Ở đây thêm một. Mình tìm mấy cái cây nào mà nó đã như vậy nè. Bấn nó lên. Đó. Có củ rồi nè mọi người. Đó. Có củ con ở dưới rồi. Đó, cả nhà thấy không? Đó. Đây, khoai tây rất là non luôn nha cả nhà nha. Đó, chút xíu nữa mình đào lên mình coi ha. Giờ mình qua bên đây là cái luống su hào của mọi người. Tuần trước thì cây trái lên rất là đẹp luôn, nhưng mà hôm nay Vân ra thì bị sâu rất là nhiều nha mọi người. Vân đã đi một vòng Vân cắt hết lá sâu mà hả, 3-4 con nó dính vô lá nè cả nhà thấy không. Đó như vậy nè, Vân đã bỏ hết rất là nhiều rồi. Bây giờ mình cắt luôn để mình bỏ bớt được, mình bỏ chứ thôi nó sâu thêm rất là nhiều nữa. Mọi người thấy không, lá luôn tỉa nhiều rồi. Bây giờ mình bấn củ lên luôn nha cả nhà nha. Đây nè mọi người, giờ mình nhờ mẹ mình bấn nó lên nha cả nhà. Bấn nó lên luôn cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Wow. Coi cái rễ của nó nè. Coi cái rễ của nó quá xá luôn nè cả nhà. Mình phải cắt bỏ cái rễ nha. Vậy được mọi người, một cái củ rất là xinh. Tuần trước cái củ nó còn đẹp hơn nữa đó mọi người, nhưng mà tại vì cũng lười quá chưa có xử lý được cái luống này. Bây giờ mình tiếp tục mình bấn cái củ này ra luôn nè cả nhà.
Cây củ trắng nó bứng luôn không? Còn củ cũng lớn mình bứng luôn nha cả nhà. Đó, quá sái chưa? Giữ lại đất đi, bấm đi. Đây mình bứng bứt mấy cái cây đậu của mình luôn cả nhà. Bứt hết luôn mọi người. Đây nè mọi người, mình bứng được 2-3 cây rồi cả nhà, và mình sẽ bứng tiếp nha mọi người. Trời ơi, cái gì mà hành nó cũng lan qua bên đây. Rồi dâu nó cũng quá sát trời luôn, nó chùi quá tuốt bên này luôn nè mọi người thấy không? Đó. Đây là những cái ngón non của mấy thằng dâu bên cái bụi kế bên nè. Đó mọi người thấy không? Chút xíu nữa hả, mình sẽ tiếp tục, có thời gian mình sẽ tiếp tục mình vệ sinh tiếp mọi người ơi. Quá sát trời rồi. Nó loạn ở trong này thôi. Bây giờ mình thử đào sơ sơ lên coi có nhiều khoai tây dưới đây không nha mọi người. Đây nè mọi người, nãy giờ mình đào cũng được 4 củ rồi đó cả nhà. Đây, 5 củ nó nhỏ nha mọi người, nhưng mà những cái củ tươi non và rất là ngon luôn á mọi người. Còn cả nhà coi có con giun nè. Để mình lấy cái xuống á, mình xúc lên nó sẽ nhiều hơn mọi người ha. Mình đào đất lên vậy á, mình lấy cho nó dễ. Đây nè mọi người, được thêm một củ. Mẹ Vương thấy có một cái củ rất là to luôn. Bởi vì Vương vừa cầm máy, Vương vừa đào á cả nhà. Bây giờ Vương phải dẹp bớt một số cái cây, dời bớt một số cái cây dâu ra. Đây mọi người, mình bứng luôn mấy cái cây khoai tây này lên luôn nha. Coi coi còn nữa không, tôi nghĩ là còn cũng còn nhiều. Đây dính một củ tí hon. Rồi bây giờ mình đào nha mọi người, bỏ mấy cái cây dài này ra. Đây nè mọi người, được 2 củ. Wow, cũng nhiều lắm đó cả nha. Tiếp nha cả nha. Đây, rồi bây giờ mình tiếp tục mình đào bên góc bên này nha cả nhà. Nãy giờ cũng được một mớ rồi nè mọi người, vậy là cũng đủ ăn một bữa rồi đó, rất là ngon. Về mình nấu canh súp thì mình nấu bò kho cả nhà ha. Ô mọi người, mình tiếp tục mình đào nha cả nhà. Đây cả nhà, wow, tìm được một cái củ khoai tây rất là to luôn, rất là ngon luôn mọi người ơi. Đây nữa. Đây. Nhỏ ngon ha mọi người. Giờ mình đào mớ này trước nha mọi người. Rồi khi nào mình ăn hết thì mình sẽ ra mình đào tiếp một mớ còn lại cả nhà. Chứ không thôi hả, để
mình không ăn nó hư cũng uổng lắm. Thà mình để dưới như vậy mà nó còn nguyên á mọi người. Khoai tây tươi non ngon lắm mọi người. Con thích loại khoai tây này lắm, nó dẻo dẻo y như là hả cái củ khoai lang tím của mình á, ngon lắm. Đây nè mọi người, mình cũng đào được một cái xô nhỏ như vậy, đủ một bữa ăn cả nhà ha, tươi ngon luôn mọi người. Đại hoàng nhà mình ngon quá. Giờ mình qua cái góc đại hoàng mình vấn một vài cây về trước luôn nha mọi người. Tại vì bây giờ chắc không làm hết nổi đâu, trời cũng bị mưa tới nơi rồi. Chứ này mình phải cho nhóc của mình về cả nhà. Mình nhờ mẹ mình vấn tiếp luôn nè cả nhà. Đây này nha. Vấn cái cây của bên mẹ kìa. Cắn nó ra. Cắn cái gốc. Giờ nó cũng hơi già rồi mẹ. Bùi đại hoàng của nhà mình rất tốt luôn mẹ, nó lên mấy đợt rồi đó. Và nấu cái nước lên ăn uống rất là ngon và tốt cho sức khỏe. Hôm nay ở nhà mình cũng thu hoạch được ít cả nhà, một ít khoai tây nè mọi người. Đó, rồi ba củ su hào rất là ngon tươi luôn. Táo này là đáng lý là chưa chín đây mọi người, mà tại vì nó rụng ở dưới đất á, cái mẹ Vân thấy uổng á, mẹ Vân lụm để mình về mình cắt ra mình làm nước trái cây mình uống cả nhà ha. Cái này nó cũng chín rồi nhưng mà là vì nó chín non á, do gió quá nhiều nè mọi người. Đó, nguyên một bịch luôn, và mấy đợt trước cũng vậy, rồi mẹ Vân cũng cắt được quá tới trời hành luôn nè. Với lại một vài cây đại hoàng. Bây giờ thì nhà mình sẽ về nhà mọi người ha. Và sẽ tiếp tục dọn dẹp và thu hoạch tiếp những phần còn lại. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui và luôn nhiều sức khỏe.